Hôm nay 16 tháng 12, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ trao thưởng các tập thể có thành tích tham gia điều tra khám phá vụ giết người cướp tài sản xảy ra ngày 8 tháng 12 năm 2020 tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Khoảng 7 giờ 30 ngày 8 tháng 12, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc nhân viên bảo vệ tại cửa hàng Thế Giới Di động trên địa bàn xã Phương Liễu bị trói tay chân, trên người có nhiều vết thương và nằm bất tỉnh trong nhà kho của cửa hàng. Tại cửa hàng bị mất 12 chiếc điện thoại di động trị giá 200 triệu đồng. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người cướp tài sản, Công an huyện Quế Võ đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ Lê Anh Chiến, 27 tuổi, ở phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang sau 17 giờ gây án. Để động viên ghi nhận thành tích trên của các đơn vị địa phương, Công an tỉnh đã thưởng nóng Công an huyện Quế Võ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng 5 Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng 6 Cục Cảnh sát Hình sự, Phòng 8 Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Bắc Ninh, mỗi đơn vị 5 triệu đồng. Trước đó, ngày 15 tháng 12, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ cũng đã tổ chức trao thưởng Công an huyện Quế Võ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng 6 Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Công an xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Khám nghiệm Hiện trường Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, mỗi đơn vị 5 triệu đồng.